Xin chào tất cả các bạn, laptop gaming giá rẻ thì ngày càng tốt hơn. Ngày xưa ở phân khúc giá rẻ thì các mẫu laptop gaming chỉ được hãng chú trọng nhất vào phần cấu hình mà bỏ quên đến các thứ như màn hình và thiết kế. Còn bây giờ các hãng đã chú trọng hơn rất nhiều vào phần thiết kế, còn cấu hình thì nó vẫn như vậy, nó vẫn rất là tốt. Cho dù làm sao để mức giá các bạn bỏ ra mặc dù là tương đối thôi nhưng các bạn có thể nhận lại mẫu laptop có cấu hình tốt và một thiết kế được ở mức rất là ổn. Và vì thế ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em hai mẫu laptop đến từ hai hãng, đó là HP với mã HP Pavilion Gaming và Dell G3. Đây là hai mẫu laptop giá cũng không còn rẻ lắm đâu, trên 20 triệu đồng. Nhưng mà tại sao mình lại mang đến hai mẫu laptop này? Bởi vì mình thấy hai mẫu laptop này, thứ nhất là cùng tầm giá và cái thứ hai là có một số các điểm thiết kế hơi hướng giống nhau. Thì tổng quan một chút về phần thiết kế, cái mẫu laptop này đều sự bản lề với tập trung khỏe vào chân giữa và thay vì hai bên chân như các mẫu laptop thông thường. Không biết anh em đánh giá như nào, mình thấy thì nó cũng gọi là xem nhau thôi, không có gì khác nhau nhiều cả. Với mẫu Dell G3 này, anh em có thể gặp trên các mẫu Dell Inspiron Gaming ngày xưa. Thiết kế bây giờ được cách điệu hơn một chút để cho nó đẹp và tinh tế hơn. Về chất lượng build thì cả hai đều rất là chắc chắn, mình không sợ đấy hiện tượng op amp ở tất cả các vị trí, ở tất cả các đầu nối với nhau luôn. Ngày xưa laptop gaming mà có chất lượng ngon như này thì có phải tốt hơn không? Cái mình muốn đề cập tới nữa đó chính là về phần màu sắc. Màu sắc chủ đạo trên mẫu laptop đến từ HP này là màu xanh lá cây. Anh em có thể thấy từ phần logo đến phần bàn phím. Thì nhân tiện nói đây, mình sẽ nói luôn về trải nghiệm khi sử dụng bàn phím đến từ HP. Nó cho mình trải nghiệm rất là tốt, phím đầy đủ các chức năng luôn, phím bấm này. Có một điều ấy mình không thích đó chính là phần trackpad hơi bé một chút, mặc dù cảm giác di rất là tốt. Còn chuyển sang mẫu laptop đến từ Dell thì thay vì một chủ đạo màu xanh lá cây thì nó sẽ chủ đạo là màu xanh da trời. Anh em có thể thấy từ phần logo này, phần đèn nền, bàn phím và hình nền ở trên máy tính luôn. Nhưng mà mẫu bàn phím đến từ Dell này mình cảm thấy nó không được hay cho lắm, bởi vì thứ nhất nó rất là bé và nó giống như các mẫu laptop đến từ Dell thông thường khác, không có điểm gì đặc biệt. Và trackpad mặc dù rất là lớn nhưng cảm giác sử dụng lại không hề cao một chút nào, kiểu di rất là khó chịu ấy, nó hơi rít rít. Nếu tay mình là một người hay ra mồ hôi này, sử dụng rất là khó chịu. Và cả hai mẫu laptop gaming này đều có màn hình 15.6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền là IPS, chất lượng hiển thị ở mức ổn, phù hợp với các nhu cầu gaming, giải trí, làm việc văn phòng. Còn nếu như bạn muốn làm ảnh ấy thì theo mình nghĩ là chỉ nên làm mức độ cơ bản thôi, còn nếu mà làm lưng cao hơn ấy thì mình khuyên các bạn nên mua thêm một mẫu màn hình rời để sử dụng một cách tốt hơn. Về phần cấu hình thì cả hai mẫu laptop đến từ HP và Dell này sẽ sử dụng chung cấu hình, đó chính là CPU Core i5-9300H, 8GB RAM và card đồ họa là GTX 1650. Điểm khác biệt nằm ở SSD, khi mẫu laptop đến từ HP chỉ có 256GB SSD, còn mẫu laptop đến từ Dell sẽ có lượng SSD lớn hơn là 512GB. Còn về khả năng gaming này thì với cấu hình như này các bạn có thể chiến được hầu hết tất cả các tựa game online hiện nay. Và game online nhẹ nhàng như là Dota 2, CSGO, việc max setting rất là đơn giản. Còn các tựa game nặng hơn một chút như PUBG, Apex Legends thì máy vẫn có thể chơi rất là tốt trên mức setting là 2 setting thôi. Để FPS được tối ưu nhất các bạn hoàn toàn có thể đẩy lên Ultra, nhưng mà FPS sẽ không được cao cho lắm đâu. Khả năng gaming là quan trọng, tuy nhiên thì hiệu năng tản nhiệt cũng như là sử dụng thực tế sẽ ra sao? Với mẫu laptop gaming đến từ Dell này mình cảm thấy ấn tượng ở những điểm nào? Thứ nhất đó là ấn tượng với mức nhiệt độ. Khi mà Dell đã để cho mẫu laptop gaming này có thể đẩy đến mức nhiệt rất là cao, anh em hiểu ý mình chứ, đúng không? Thì khi nhiệt độ lên đến 90 độ C thì CPU sẽ đạt được maximum là 4.0 GHz. Với nhiều anh em thì đây là mức nhiệt khá là đáng báo động ấy, nhưng mà theo mình thấy đây là mức chấp nhận được, bởi vì là hãng đã tối ưu rồi, anh em không phải lo thay cho hãng đâu. Tuy nhiên thì mức 90 độ này cũng không kéo dài nhiều, thì sau một khoảng thời gian hoạt động thì máy sẽ hạ xuống 3.6 GHz/4 nhân, và lúc đấy thì nhiệt độ của máy sẽ thấp hơn, rơi vào khoảng độ hơn 80 độ C mà thôi. Còn với mẫu laptop đến từ HP ở đây thì nhiệt độ sẽ cũng như vậy thôi, cũng không khác gì cả, khoảng 80 độ C. Điều mà mình thích ở hai mẫu laptop này đó chính là phần tiếng quạt gió. Thì mặc dù máy hoạt động rất là nóng và nhiều nhưng tiếng quạt gió này không bị hú lên. Nó vẫn kêu to thôi nhưng kiểu nó không hú lên giống như các mẫu laptop gaming khác. Thì đây là một điểm rất là tốt nếu như các bạn sử dụng trong các môi trường văn phòng ấy, làm các tác phẩm đồ họa nặng mà không làm cho người khác khó chịu bởi vì tiếng quạt gió hú quá là cao. Cuối cùng là về loa cũng như là thời lượng pin. Với một cấu hình cao như này thì anh em không thể đòi hỏi vào một thời lượng pin sử dụng ấn tượng. Với mẫu laptop gaming đến từ HP cho mình khoảng thời gian sử dụng rơi vào khoảng độ 3 tiếng rưỡi, còn với mẫu laptop gaming đến từ Dell thì trong một khoảng thời gian là 3 tiếng. Anh em nếu mang laptop gaming hay mẫu laptop gaming này ra ngoài làm việc hay là làm gì đó thì mình khuyên nên cầm theo sạc. Loa của mẫu laptop đến từ HP từ trước cái này luôn luôn rất là tốt, các giải âm tách biệt này, nghe to, rất là to mồm. Còn mẫu laptop gaming đến từ Dell thì chỉ phù hợp để sử dụng trong các môi trường ở trong nhà mà thôi. Tổng kết lại, trong tầm giá chỉ hơn 20 triệu đồng thì hai mẫu laptop gaming này theo mình nghĩ đều đáng để lựa chọn. Nếu như anh em quan tâm thì đường link mình sẽ để ở phần mô tả của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn lại anh em ở những video sau.